Vâng, em xin chào quý vị. Đấy. Em sáng sớm hôm nay thì em test luôn cái con Onkyo 7X đấy, trong cái lô hôm qua em quay cho các bác khách đang hỏi con này nhá. Đấy, con này thì đây em cũng nói rồi, tất cả những sản phẩm ở trong cái video đấy em đã quay lên, em đã có test rồi, cắm điện và chạy đường điện thoại ok rồi đấy, không có gì phải bàn cãi nữa cả. Đấy. Tuy nhiên thì có một số anh cái con 7X này em có nói thì em có test qua cả cái CD thì thấy là CD vẫn chạy, thì hôm nay em sẽ test thêm cái chức năng CD cho các anh nhé, để các anh xem thử. Đấy, nhưng mà trước tiên thì mình cứ test cái chức năng chính mà em bán ở đây, đấy là chức năng công suất nhé. Em chủ yếu bán con này là với quan điểm em đã nói rõ ràng rồi, là quan điểm là bán chủ yếu là bán để cho quý vị về là làm công suất, cắm điện thoại vào nghe nhạc và ghép thêm với loa mini rời ở bên ngoài. Đấy. Đây. Thì đây đường line quý vị nhìn nhé, em đang cắm là đường điện thoại, đường line này. Đây, đường line ở đây, mình buông cái dây cắm điện thoại như này. Một đầu 3.5, một đầu 3.5. Và một đầu ra hai đường AV như này. Mình cắm ở đường line ở đây, sau đó chuyển đường vào ở đây sang đường line. Đấy, chuyển sang đường line. Và vặn volume lên. Tất nhiên lúc này là mình đã phải kết nối với cả loa rồi nhá. Ví dụ em đã kết nối với đôi loa mini N9 đây. Đấy. Thế là mình nghe nhạc thôi. Các cái nhạc trường vũ thì em cũng rất muốn test cho anh nghe, nhưng mà nó có một vấn đề ở đây là nhiều khi là cái nhạc trường vũ em test nhiều quá nó hay bị báo một cái vấn đề là bản quyền. Đấy. Nó hay bị báo bản quyền, và nếu như mà mình sử dụng quá nhiều các nhạc đấy trên kênh của em. Đấy. Test các nhạc đấy quá nhiều thì nó sẽ bị đánh bản quyền, và có thể là kênh nó sẽ bị khóa một số chức năng, nên là em xin phép là em sẽ hạn chế tối đa cái việc test bằng các cái nhạc trường vũ nha. Em sẽ test bằng các cái nhạc kiểu như này, nó không dính bản quyền của ai cả. Đấy. Mình vẫn có thể là test được chất âm của loa, vẫn test được bass chép đúng không? Đấy, tiếng bass, tiếng chép nó rất đầy đủ, rõ ràng, chi tiết. Đấy. Mà nó không ảnh hưởng đến ai cả. Đấy. Nó sẽ tự chuyển sang đường CD và sẽ mất khoảng một chút thời gian để cho nó đọc đĩa và nó nhận bài. Đấy. À, trước kia thì mình vẫn nhỏ tiếng xuống nhé. Vậy thế không? Đĩa tự ghi nó vẫn nhận được bình thường nữa. Đấy. Còn đương nhiên là nếu như mình dùng đĩa xịn thì nó sẽ còn tốt hơn nữa nhá. Ở đây đĩa tự ghi. Phượng Sài Gòn anh vẫn nhớ đây đó sân trường. Và có để mà nói rõ ràng, em chỉ test thêm cái CD này thôi nhé. Em không bao chạy CD. Tan lớp chung. Còn bây giờ em để test thêm thôi. Nó chạy được cái đặc biệt tốt của mình thôi. Đấy. Để em hoa. Còn sau này về, ví dụ sau này về dùng một thời gian chẳng hạn, nó có tập điện hay như nào thì các anh mang ra canh sân canh bỏ dưỡng tên mắt đây nhá. Chim vẫn hót xưa bối học tìm hồi trong gia trang quân thân cây anh cảm tên mình bên tên em muốn tên Phượng. Phượng thương mến yêu loài hoa vẫn vương bận mùa hè cái anh nhớ Sài Gòn phượng hồng ban chiều khoe sắc gọi buồn em ghé ngôi trường phường rơi tan tác gom góp kỷ niệm mà thương nỗi tiếc nằm nhớ nhau thêm ta tiếc kỷ niệm để nhớ chiều buồn cái anh nhớ Sài Gòn người tình hoa văn gì
duyên dáng mặn mà, năm ngón nõn nà, bàn tay xinh xắn, em vẫy tay chào. Ngày đó chưa phai, còn mãi trong anh áo em học trò, còn mãi trong anh. Đây cái đang đánh bài ở đây này. Đấy. Hình của con đấy đây nhá. Công suất cho những anh nào mà có thể là chưa xem 48W điện 100V. Đấy, ok chưa? Nhà tôi bên bến sông có chiếc cầu nhỏ còn hàng câu dưới nắng trong lá chậu không, chị tôi trông dễ thương bạn dòng. Ok nhá, đấy con có 7 gửi con này thì giá cũng là 950, nếu bác nào có nhu cầu mua hãy liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966594581 hoặc là 0979991682 giúp em nhá. Vâng, con này thì em cũng xin nói luôn rằng hàng bãi nó về như này em thấy nó rất ok rồi. Tất nhiên đây là hàng bãi hàng cũ, nó đi về trong quá trình vận chuyển thì chắc chắn nó sẽ có vài vết nọ vết kia, nó không tránh được 100%. Đấy. Mình mua hàng bãi hàng cũ thì vấn đề đấy là mình sẽ phải chuẩn bị tinh thần trước. Đấy. Ok, em xin kết thúc video ở đây, xin hẹn gặp lại các anh ở trong những video theo của bên em. Anh nào muốn đến trực tiếp cửa hàng thì vui lòng đến địa chỉ tại số 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho em. Vâng, xin chào các anh. Vâng.